Rồi, Lâm kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì Lâm mà nói tiếp video phần trước đây cả nhà ơi. Thì hôm nay bây giờ là buổi chiều rồi. 1 giờ rồi Lâm quay lại Lâm câu tiếp tục cả nhà ơi. Thì buổi sáng Lâm được chừng ký ngoài 2 ký cá. Không có nhiều rồi cả nhà. Tại vì nước đục quá với phần cá nó ăn chậm á. Thì chiều nay Lâm quay lại câu tiếp nha cả nhà. Trời ông chuyển mưa nên là hơi tối nha cả nhà. Thì Lâm chiều Lâm trở lại đặng Lâm đón cái con nước mà đập chị An nó xả ra đó. Thì nước trong mà câu mới có cá nha cả nhà. Rồi, Lâm chúc cả nhà mình buổi trưa thật là vui vẻ nha. Bây giờ Lâm mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng tiếp tục theo dõi chuyến đi câu của Lâm nha. Cá ăn cả nhà ơi. Cá ăn. Hai con luôn rồi. Cái xác bự ghê. Tốt lâu rồi. Hôm rồi cái khúc ở dưới đó đó, chỗ ngang bu che qua đó. Câu bữa đó là 11 ký. Rảnh không hả? Rảnh không. Lâu lâu nó lên con bự chứ. Cái này ngon. Tại vì anh cũng muốn đi rồi nhưng mà đi dọn đồ từ lưa hết trơn, mất thời gian hay ngồi luôn. Nhà anh đâu anh? Nhà em ở Phú Chánh phải không? Phú Chánh Tân Nguyên. Khu ship 2 á. Sao vậy? Dân nghiền mới đi được cái này chứ, dân không nghiền sao đi được. Má nhà em sát ra luôn nè. Nhà em chị lần đi mấy chục cây số chứ đâu có gần đâu. Cá hả nhỉ? Cá ăn. Cá gì đó. Vậy là vui rồi. Có cá lên là vui rồi. Cái dảnh ăn trùng đó nha. Dính này. Cái xác nó là gì đây? Thank you.
Tới giờ cá ăn này. Quá đã luôn. Nó ăn trùng. Nó ăn trùng chứ phải ăn, không phải ăn cám cả nhà. Đập chị ăn bây giờ bắt đầu xả ra nữa rồi cả nhà. Nước chảy ra thấy ghê không? Lâm cũng trong cho nước cái nó xả ra đằng cho nước trong trong tí dễ câu cả nha. Thì nước chảy nhưng mà cá vẫn ăn cả nha. Nó ăn chậm thôi. Ở ngoài đó kia nước chảy thì mình quăng vô mấy cái vịnh như vậy nè. Đó, mấy cái ẹo như vậy nè. Quăng vô. Nước chảy mạnh lắm cả nhà ơi. Ghê không? Như lũ luôn á, nó chảy như lũ luôn. Hết biết. Cá ăn cả nhà. Xa đập là cá ăn đó cả nhà. Đó 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 dính này, để làm kéo rồi. Để cái máy. Xa đập là cá ăn. Ngon lành chưa? Căng nữa nha. Làm chưa? Đập chị ăn nó xả nước trong là cá ăn lại. Nước chảy nhưng cá vẫn ăn. Cá bự không? Quá phê.
Cá ăn cả nhà ơi. Cá ăn, cá ăn. Ngon lành. Thấy chưa? Nước trong rồi là cá ăn à. Ê, cá nữa rồi nha. Cái gì hai ba cái vậy? Được chưa? Ôi rồi đã. Cái gì mà hai ba cây không biết. Cái này nghĩ nè. Trời ơi sướng chưa? Nước trong là câu sướng lắm. Ôi rồi cá bự bự không à. Quê cả nhà ơi, nè. Thấy không? Nước đâu còn đỏ đâu, trong rồi. Câu tới luôn. Bây giờ bên kia là nước đỏ cả nhà thấy không đó, rõ ràng không? Tại vì đập giang nó xả đó, rồi cái nước nước mà nước đỏ nó dồn qua bên kia hết rồi. Còn bên đây là nước trong lắm, câu sướng lắm. Cá ăn nữa cả nhà ơi. Mới gỉ cái đống tiêu rồi. Mới quăng màu xuống gỉ nữa. Nín thinh rồi. Mình lại xảy ra. Ôi rồi 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 rồi. Thấy chưa? Nước trong là châu sướng lắm. Ngon lành nha. Nước trong lời câu sướng nắm cả nhà ơi. Cá gì là ngon. Hôm nay nước trong rồi cả nhà. Trong rồi cá mới ăn ngon. Đó đó đó. Cái trùng. Tới tay luôn. Cái dảnh ăn trùng nghe nha. Trùng nè. Cá ăn nữa cả nhà ơi. Ăn được nó ăn liên miên. Cái này. Đó đó đó. Rồi rồi rồi. Lên tiếp cả nhà ơi. Tiếp tục cả nhà ơi. Mới quăng luôn. Cái này nữa. Cái này nữa. Ê, ê, ê. Cái gì đây? Tiếp tục nữa cả nhà ơi. Quá khứ trận này. Quá khứ trận này. Nước trong cá ăn thấy ham không?
bự xong. Mới kéo con còn nữa cả nhà. Mồi trùng cả nhà ơi. Mồi trùng cá ăn dữ thiệt. Nãy giờ nó không bị tưởng đâu nó không chín. Kéo lên nặng nặng. Trời ơi đã hết tay luôn. Tươi tái luôn. Tươi tái luôn. Dính nữa rồi cả nhà ơi. Dùng. Quá đã rồi. Vừa mánh rồi cả nhà ơi. Vừa mánh luôn. Ăn nữa cả nhà ơi. Cái bìa. Lụm rồi, lụm rồi. Quá đã nhà ơi. Bự không có nhà ơi con này. Hết tay. Kệ nhà cái lúc ông xả đập này mình hốt bị chót cũng được. 3 giờ mấy rồi cả nhà. Cả nhà ơi. Móc mồi hết kịp luôn cả nhà ơi. Đi không? Điện thoát đi. Dính rồi. Em nghĩ là dính rồi. Đó. Cá bự không tới tay luôn cả nhà ơi, hết sức đã. Quá đã luôn rồi. Cái bìa nè. Hai con luôn mới ghê. Ôi ô đã nè, ô nè. Bản thân cá mày rảnh. Nè. Ôi ô. Quá khứ rồi cả nhà. Quá khứ rồi. Hết tay luôn. Ôi ô. Tới bài. Hết sức đã. Căng cả nhà ơi. Cái bìa này. Làm lỡ bóp mồi. Dính nè.
hết sảy đi con. Lên cả. Cá này nó gị như đồ chơi. Gị ten ten ten. Là mới lên con nữa cả nhà ơi. Là mới lên con nè. Nó ăn nó không gị gị luôn. Con này trứng không luôn nè. Ý. Rồi. Trúng mánh rồi kìa. Buổi chiều nay Lâm trúng mánh. Rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ trời cũng tối rồi cả nhà ơi. 5 giờ mấy. Lâm quay cá cho cả nhà mình xem nha. Lâm sợ để hồi tối không thấy đường quay. Thì Lâm bây giờ Lâm tạm ngưng video luôn nha cả nhà. Xin phép tạm dừng video nha. Tại vì video nó cũng dài rồi. Với phần cái nữa là Lâm ngồi gán ngồi một chút nữa rồi Lâm về cả nhà. Tại giờ cá nó đang ăn. Đây nè. Rồi. Cá đang ăn. Đây nè. Để Lâm kéo lên. Để Lâm quay cá cho cả nhà mình xem nha. Hôm nay là Lâm, bây giờ là Lâm tổng kết nguyên ngày luôn. Hồi sáng với giờ. Bây giờ là chiều rồi. Về được, chưa về được cái nhà. Hôm nay chắc Lâm về hơi trễ rồi. Sẵn đây để Lâm quay tổng kết nguyên ngày Lâm câu được cho cả nhà mình xem nha. Ây da, quá trời cả nhà ơi, buổi chiều nó ăn khủng hoảng luôn. Lâm nói là khủng khiếp luôn. Có lúc là Lâm kéo, Lâm không có quay luôn đó. Lâm không có bấm máy quay luôn đó. Quá dữ rồi, quá dữ rồi cả nhà ơi.
Cái này chắc cả chục ký nữa rồi cả nhà ơi. Quá trời khủng khiếp cái vỏ cá ơi. Bà dảnh ơi, con nào nấy nè. Tảng thần không? Bà dảnh bự không nghe cả nhà. Nói chung là cá ở thượng nguồn thì lúc nào nó cũng to hết trơn. Tại vì đa số là cá lớn nó lên thượng nguồn nó đẻ. Nên là cá to nghe cả nhà. Hết hồn không? Thì buổi sáng Lâm có con cá lăng nè. Nè. Cá lăng nó bị mấy con cá này che rồi. Đó. Nè. Lâm được con cá lăng này chắc chừng 300 g rồi cả nhà. Buổi sáng á, sáng Lâm câu được đó. 300 g không tới nữa. Cá lăng này cũng nhỏ cả nhà ơi. Đó, lần đầu tiên Lâm câu dính cá lăng đuôi đỏ. Nói chung là lần đầu tiên là câu dính cá lăng vui lắm. Mà sáng là Lâm chưa có ra máy nữa nên là dựng máy dựng gì chưa có dựng máy dựng gì chân á nên là Lâm không có quay. Thì có túi cá này cả chục ký nha cả nhà. Quá khủng khiếp rồi. Hôm nay trúng mánh cả nhà ơi. Nói chung hôm nay Lâm đón nước là chính xác luôn. Quá dữ rồi. Rồi nằm đi con. Tiếp tục chiến tiếp. Lâm chiến tiếp cho hết mồi cả nhà ơi. Nói chung là cũng còn ít mồi. Nè. Còn chắc cũng 6 7 cục mồi nữa. Rồi gắng ngồi đeo cả nhà ơi. Chiều rồi, 5 giờ mấy chiều. Rồi, quý cô chú anh chị và các bạn mình cho phép Lâm khép lại video nha cả nhà. Tại vì chiều rồi tối rồi. Lâm không có quay nữa. Tại quay nếu mà cứ quay nhiều quá là không đủ dung lượng bộ nhớ cả nhà. Bộ nhớ điện thoại á. Nên là Lâm cho phép Lâm tạm ngừng video. Thì hôm nay Lâm thấy là quá cho sung sướng cả nhà ơi. Hôm nay câu cá về là Lâm vui. Nói chung là mình đi câu thì mình phải có kinh nghiệm đồ này nọ, đón nước rồi canh nước này nọ. Nên là hôm nay là Lâm canh nước đập chị An xả ra đó. Nước nó hơi trong thì câu được nhiều cá. Còn như hồi buổi sáng đó cả nhà thấy không? Lâm câu đó. Giác sáng thì đập xả. Nước trong câu rất là ngon, tới chừng mà đập nó đóng lại rồi là sông bé nó thổi ra, đất sình không luôn. Nước đỏ lòm luôn, câu không có được luôn cả nhà. Thì Lâm may mắn được buổi chiều. Buổi chiều quá trời nhiều cá cả nhà ơi. Lâm nói thiệt là Lâm kéo mà Lâm không kịp quay luôn, Lâm không có quay luôn. Lâm sợ là lại cái nó ăn nhiều quá rồi với phận cái nữa là mình bấm máy á, quay nó lâu, mất thời gian, sợ nó xảy. Rồi Lâm không có quay. Quá đã cả nhà ơi. Hôm nay cũng là hết sức đã luôn. Rồi Lâm tạm biệt cả nhà.